Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới, nhưng Quỳnh xin kính chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc thật hiệu quả và tràn ngập niềm vui. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thủ đô xin được trân trọng thông báo giải đặc biệt xổ số điện toán 6 trong 36 đến thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023 là 3 tỷ 959 triệu đồng với giá mua vé chỉ 5.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy tích cực tham gia mua vé xổ số điện toán 6 trong 36 để có cơ hội sở hữu giải đặc biệt có giá trị lớn hơn hàng chục triệu đồng vào thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023. Cụ thể giá trị giải đặc biệt của các kỳ mở thưởng sẽ được cập nhật tại website sosothủdo.com.vn hoặc tại Facebook Sổ số Thủ đô và tại chương trình quay số mở thưởng được trực tiếp trên kênh OnSpot Cộng. Mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là phần quay thưởng xổ số điện toán 123. Như Quỳnh xin kính chúc quý vị sẽ gặp thật nhiều may mắn.